Hello, xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tiêm vaccine cho chó con 3 tháng tuổi. Và đây là mũi vaccine thứ 3 của con chó Rottweiler con mà mình mới vừa mua ở cái video trước. Bước đầu tiên, trước khi tiêm vaccine cho chó con, các bạn phải sổ dung trước. Thì trước khi sổ dung thì các bạn phải đi mua thuốc sổ dung ở ngoài mấy cái tiệm thuốc thú y á. Mua cái gói 2.000, cái gói nó 2.000 là dành cho chó 10kg. Thì con chó bạn 20kg thì bạn sẽ cho nó uống 2 gói. Khi mình đem về thì mình sẽ pha chung với sữa không đường hoặc là thức ăn của con chó đó, mình cho nó ăn hoặc uống. Kể từ cái ngày mà bạn chuẩn bị tiêm vaccine thì bạn cho sổ dung, sau đó 3 ngày thì bạn sẽ tiêm phòng vaccine. Sau 3 ngày các bạn phải quan sát con chó bạn không có các bệnh lạ hoặc là cảm sốt nóng lạnh hay gì đó, khỏe mạnh, thông minh, linh hoạt, bình thường thì các bạn mới tiêm vaccine. Và các bạn nhớ là tiêm ở buổi sáng hoặc là buổi chiều mát, tránh ở những cái giờ mà thời tiết nó không được dễ chịu giống như là buổi trưa, để tránh cái việc làm sốc thuốc khi mà được tiêm vô con chó. Bước thứ hai, các bạn đi ra ngoài tiệm thú y, các bạn mua vaccine 5 hoặc 7 bệnh dành cho chó con thì người ta sẽ đưa cho các bạn một cuốn sổ và hai lọ, một lọ khô, một lọ nước và mũi một cây kim tiêm để các bạn về. Đem về thì trong quá trình từ khi bạn mua cho tới bạn đem về bạn tiêm, vaccine phải được ướp lạnh liên tục. Nếu như nó không lạnh thì vaccine sẽ bị hư. Bước 3 thì các bạn lấy cái lọ nước, các bạn hút vào ống tiêm, các bạn bơm qua lọ khô và lắc đều. Sau đó các bạn hút ngược lại ống tiêm và bơm cho nó hết không khí ra ngoài. Các bạn chọn vùng dưới da của chân trước hoặc chân sau của con chó, các bạn tiêm vào vùng dưới da, không được, lưu ý là không được tiêm vào bắp thịt nha. Sau khi các bạn tiêm xong, các bạn nhớ dùng tay các bạn massage nhẹ cái vùng được tiêm cho con chó để làm cho nó dễ chịu, nó bớt đau và nó nhanh tan thuốc hơn. Mình massage chỉ trong khoảng 10 giây đến 20-30 giây thì cũng được. Bước cuối cùng là các bạn sẽ lột cái tem trên hai lọ vaccine đó, các bạn dán vào cái cuốn sổ theo dõi sức khỏe mà các bạn, khi các bạn mua vaccine người ta cho mà các bạn đem về đó, dán vào cuốn sổ đó và ghi ngày cụ thể các bạn tiêm vaccine cho con chó của các bạn vào trong cái phần các bạn dán cái tem đó. Để chi? Để các bạn có thể theo dõi được ngày giờ, thời gian nào các bạn tiêm mũi vaccine thứ mấy, vào thời gian nào, để tiện cho việc tiêm cái mũi kế tiếp. Và lưu ý ở đây là sau khi tiêm vaccine các bạn không được tắm chó sau 3 ngày nha. Sau 3 ngày các bạn hãy tắm. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ dễ gây bị sốc thuốc. Rồi, kết thúc. Và điều quan trọng nhất mình muốn nhắc nhở tới các bạn là các bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng nó có ghi trên cái cuốn sổ này. Đó. Các bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Lật ra là đã có hướng dẫn sử dụng trong này rồi. Phải đọc kỹ thì các bạn mới tiêm. Nếu như các bạn không có kinh nghiệm hoặc nhát tay, các bạn có thể nhờ một người có kinh nghiệm hoặc dạng tay tiêm giùm các bạn, hoặc nếu như kỹ hơn một chút xíu các bạn có thể nhờ bác sĩ thú y tới chích, hoặc là các bạn đem chó của các bạn tới các cái cơ sở thú y để các bạn chích thì nó sẽ an toàn hơn. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cơ bản nhất để các bạn tiêm phòng vaccine cho một con chó con của các bạn. Để nhiều lúc các bạn ở xa hoặc là ở không có tiện đi tới những cái cơ sở thú y thì các bạn có thể chích tại nhà. Bây giờ mình sẽ khui vaccine ra để chích cho nó. Ở đây có một hũ khô, hũ nước nè. Bây giờ mình sẽ xé cái hũ khô, hũ nước để chọn chung lại. Mắt nó đỏ rồi nè. Con này không đỏ lừ. Con này không đỏ. Rút hũ nước, rút hũ nước vô con chim tim, bơm một hũ khô, vô hũ khô, xong mình đắt đều, đắt đều nó ra nước màu hồng,
nước mắm không? Xong rút ngược. Sau khi mình hút xong cái mình nhớ bơm cái hết cái không khí này ra ngoài. Rồi đấy, chết rồi. Mình có thể chích ở dưới vùng da, nắm cái da nó lên, mình chích nắm vùng da lên, hay chích ở ngay chân tay nó cũng được ha. Đây mình chích vô tay, gỡ da lên, đừng chích vô thịt nhớ bạn, chích vô da thôi, vùng da. Rồi giữ lại đây ha, cho bóp nhẹ. Con này lì nha, chích cũng nghe phê, cũng nghe đau. Xoay cho nó tan. Rồi, ok, xong. Giờ không kêu anh. Giờ mới đau. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn nãy giờ đã xem hết cái video của mình. Và mình mong rằng các bạn sẽ xem tiếp cái tập tiếp theo của mình. Cái tập tiếp theo của mình sẽ cũng liên quan tới con chó rót này luôn, nhưng mà mình sẽ không bật mí ở đây, nó sẽ đặc biệt hơn một chút xíu, là sẽ giúp ích cho các bạn một chút xíu kinh nghiệm, hơn một chút xíu kinh nghiệm, làm cho các bạn sẽ giỏi hơn trong vấn đề con chó con. Cảm ơn các bạn đã đón xem, nhớ subscribe đăng ký kênh của mình nha, và nhớ bấm vô cái chuông theo dõi của mình để tiện theo dõi những cái video kế tiếp của mình. Các bạn nhớ comment vào bên dưới cho mình biết ý kiến của các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Má này nó quậy ghê là gì á. Nó ẻ thúi. Okay.